Gian nhà không mặc kệ gió lung lay, giếng nước gốc đa nhớ người xa lính. Tại sao trong cái bài Đồng Chí lại có bài giếng nước gốc đa nhớ người xa lính? Giếng nước, chúng ta phải hiểu từ nghĩa đầu tiên. Giếng nước gốc đa là những cái vật mà cắm sâu dưới lòng đất. Giếng nước đâu cả bứng cái giếng nước đi được. Gốc đa, rễ là gọi là gốc đa, cây đề, thì cái rễ của gốc đa nó ghim chặt dưới lòng đất và nó lan tỏa ra tới những cái miếng đất xung quanh. Cho nên á, cái rễ gốc đa nó cắm rất sâu và rất dài, cả về chiều sâu và cả về chiều rộng. Giếng nước gốc đa nhớ người ra lính, thì ý tác giả nói ở đây á, là ngay cả những cái vật vô tri vô giác, không nói được, không nghĩ được, không hành động được, mà còn nhớ tới người ra trận, thì huống hồ gì những em gái hậu phương, huống hồ những đứa con, huống hồ gì những người mẹ, những người cha, đặc biệt là người vợ của mình không nhớ những người ra trận.